triết lý quản trị của huấn luyện viên Trucy. Huấn luyện viên Philip Trucy luôn đề cao tinh thần tập thể, không tạo ra bất cứ ngoại lệ nào cho các cầu thủ ngôi sao ở những đội bóng mà ông từng dẫn dắt. Bản hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Philip Trucy hứa hẹn mang tới thành công đột phá cho đội tuyển Việt Nam bên cạnh đội U23. Bởi nhà cầm quân người Pháp từng chứng tỏ đẳng cấp ở nhiều câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia khác nhau. Trong 40 năm huấn luyện, huấn luyện viên Trucy không giành nhiều vinh quang, nhưng ông vẫn được xem trọng bởi khả năng nâng tầm và truyền cảm hứng, giúp các đội bóng vốn không được đánh giá cao có thể vươn mình và tạo nên kỳ tích. Trong đó đỉnh cao là 3 năm thành công vang dội cùng bóng đá Nhật Bản, 1998-2000, bên cạnh dấu ấn ở một số đội tuyển như Nam Phi hay Qatar. Bí quyết giúp ông Chushi tạo dựng chỗ đứng trong làng huấn luyện viên, trước tiên nằm ở triết lý quản trị con người, mà câu chuyện với Hidoshi Nakata là minh chứng. Ở Cô Federiton Cup 2001, giải đấu truyền thống giữa nhà vô địch của các châu lục trước mỗi kỳ World Cup, đội tuyển Nhật Bản gây bất ngờ khi lọc vào tới chung kết, chỉ thua không, một trước Pháp. Chỉ một năm trước đó, đội tuyển có biệt danh Samurai Áo Xanh đã vô địch ASEAN Cup 2000. Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra ở giải đấu này. Sau khi đội tuyển Nhật Bản giành vé vào chơi chung kết, ngôi sao số một khi ấy tiền vệ hitososhi nakata đã yêu cầu được trở về serie a để cùng as roma thi đấu trong phần còn lại của mùa giải roma lúc này có nhiều cơ hội vô địch và nakata muốn trở về giúp sức đội bóng tuy nhiên huấn luyện viên trusi không cho phép ai rời đội trước chung kết nakata vẫn trở về roma và chiến lược gia người pháp quyết định đóng sập cánh cửa lên tuyển của ngôi sao nhật bản cuộc tranh cãi nổ ra khi huấn luyện viên trusi khẳng định nếu Nakata tiếp tục chỉ nghĩ đến bản thân mình, chứ không nghĩ đến đội, tôi không chắc liệu anh ta có tham dự World Cup 2002 không. Cần biết, Hiroshi Nakata là thần tượng của bóng đá Nhật Bản đúng giai đoạn huấn luyện viên Chushi nắm quyền, nhưng ông sẵn sàng tuyên chiến với ngôi sao số 1. Sau đó mâu thuẫn được hàn gắn, Nakata trở lại đội tuyển để đá World Cup 2002, nhưng vị thế của cựu cầu thủ Parma không còn vững chãi như trước còn cái uy của huấn luyện viên người Pháp được củng cố. Huấn luyện viên Trucy nhấn mạnh, không ngôi sao nào được lớn hơn tập thể. Ông đánh giá cầu thủ Nhật Bản giàu kỹ thuật nhưng thiếu sự va chạm và tính chiến đấu. Để cải tổ bóng đá Nhật Bản, chiến lược gia có biệt danh Phù Thủy Trắng đã huấn luyện một lứa cầu thủ nòng cốt ở đội U-20 Nhật Bản. Đôn lên đội Olympic rồi sau đó là đội tuyển quốc gia. Ông sẵn sàng trẻ hóa đội tuyển, gạt bỏ các ngôi sao nếu không đáp ứng yêu cầu. Triết lý quản trị của huấn luyện viên sinh năm 1955 từng bị nhìn nhận là hà khắc, với những nguyên tắc cứng rắn, máy móc. Ông kiên trì thay đổi từng thói quen chơi bóng của cầu thủ Nhật Bản và tin rằng kỷ luật là sức mạnh. Chỉ có kỷ luật, các cầu thủ mới tôn trọng và tuân thủ yêu cầu của huấn luyện viên trưởng. Đã là một huấn luyện viên ở cấp độ đội tuyển, điều quan trọng đầu tiên là kinh nghiệm. Người dẫn dắt tập thể phải là người được các cầu thủ biết đến và tôn trọng. Huấn luyện viên phải sở hữu được uy quyền đối với các cầu thủ của mình. Kinh nghiệm là thứ tạo ra quyền lực đối với một huấn luyện viên trưởng, huấn luyện viên Cruyff trả lời truyền thông. Cựu huấn luyện viên câu lạc bộ Marseille của Pháp cũng nói về mục tiêu của ông khi huấn luyện đội tuyển Nhật Bản là tạo ra một tập thể gắn kết, giàu thể lực, kỷ luật, cứng rắn và tự chủ. Tập thể ấy chỉ có thể thành hình trong lò luyện khắc nghiệt mà ông Cruyff tạo ra mà tắm vé lọt vào vòng 16 đội ở World Cup lần đầu tiên trong lịch sử là thành quả của những khối vàng đã nung qua bão lửa. Tất nhiên, cá tính và cách hành xử của huấn luyện viên Trucy thay đổi linh hoạt tùy theo môi trường. Nhưng những giá trị cốt lõi trong triết lý của nhà cầm quân người Pháp không thay đổi. Tiêu chí chọn cầu thủ của tôi là nhìn nhận năng lực cá nhân, khả năng hòa nhập vào lối chơi tập thể chung trước khi xác định cầu thủ ấy từ câu lạc bộ nào, ông Trucy nói. Khi còn huấn luyện đội U19 Việt Nam, ông từng không gọi những cầu thủ mặc định có tên trong danh sách. Nguyên tắc ấy rất có thể sẽ được duy trì ở đội tuyển Việt Nam và đây là tín hiệu tốt. Sự cứng rắn và khắc khe của huấn luyện viên Trucy là bàn đạp động lực để các cầu thủ phải nỗ lực hết sức. Không ai chắc xuất đá chính, mọi cầu thủ phải cố gắng đến cùng để được lựa chọn. Đây là nguồn năng lượng nội tại cần thiết để đội tuyển Việt Nam tự làm mới và thúc đẩy mình với con mắt tin tường, tin rằng huấn luyện viên Trucy sẽ không bỏ sót nhân tài và luôn mở rộng cơ hội với những cầu thủ tận hiến. Đội tuyển Việt Nam đã vươn cao dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo nhờ kỹ cương và nề nếp. Yếu tố này cần được kế thừa, thậm chí nâng lên ở mức độ cao hơn cùng huấn luyện viên Trucy, tất nhiên cũng cần mềm dẻo và phù hợp với văn hóa bản địa để đạt được mục tiêu nâng tầm bóng đá Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.